Rồi, bây giờ đang ở cái huyện Bình Tân. Sau khi tập huấn buổi trưa xong, ăn cơm trưa xong thì chúng ta phải tìm một cái quán cà phê dọc để mà nghỉ ngơi. Mọi người rất là thích cái không khí yên tĩnh, nó mát mẻ. Ở những cái quán cà phê dọc nó có khắp nơi ở khu vực miền Tây như thế này. Thì chúng ta sẽ đi một cái đoạn khoảng chừng 200-300 mét thì chúng ta sẽ thấy ngay có một cái quán cà phê dỏng nó tương tự như này. Có nơi thì lợp mấy dừa, có nơi là lợp mấy tôn, có nơi họ sử dụng ngay dưới cái bóng râm của các cái tán cây. Và chúng ta thấy bên ngoài trời rất nắng, mình vô đây là dễ dàng để ngủ một giấc ngon lành. Đây là những người người ta làm công việc văn phòng và vô kêu một ly nước, sau đó quất một giấc khoảng tiếng rưỡi là có thể đi làm. Tao cũng thấy có nhiều người ta cao tuổi, nhà người ta cũng gần ở đây, nhưng mà người ta có không rất là có thói quen, người ta cũng thích ra đây, người ta kêu ly cà phê, sau đó người ta tan ngầm, người ta nghỉ trưa. Và đây là những cái anh mà làm cái lao động chân tay, người ta thấy là cơ bắp rất là cuồn cuộn, nằm ngủ rất là ngon lành. Tôi hay nói vui thì khi mà đi đồng bằng sông Cửu Long miền Tây để đi công tác, nhất là những cái buổi trưa sau khi tập huấn xong đi ra ăn cơm xong thì ra đây tôi kêu gọi là võng hotel, hay mình gọi là khách sạn võng. Nó có rất là nhiều nơi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi nào chúng ta cũng thấy hết. Giá cả thì cực kỳ rẻ, chúng ta vào chúng ta kêu một cái ly nước khoảng từ 10.000 đến 15.000 tùy loại nước uống. Đó là uống nước xong, có người thích uống dừa thì chúng ta kêu cái dừa cũng khoảng chừng 10.000 15.000 thôi. Uống xong thế là chúng ta có một cái giọng nằm nghỉ rất là thoải mái, rất là yên tĩnh. Nó có nhiều khu vực nào ngủ nghỉ thì người ta vô đó chủ yếu người ta nằm để ta ngủ thôi. Cũng có cái khu vực nhiều giọng hơn, mà những người ta thích nói chuyện thì người ta ra một cái khu vực khác, người ta nằm, người ta tâm sự, người ta nói chuyện với nhau. Và cũng có những cái nơi mà tôi thấy cũng có những cái cặp tình nhân, giống như ở các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, vân vân. Thì buổi trưa các anh các chị người ta tranh thủ, người ta tâm sự, người ta vô khách sạn chẳng hạn, nhà nghỉ chẳng hạn, thì ở đây ta vô đâu? Ở đây ta vô cà phê dỏng rất là lành mạnh, rất là yên tĩnh và rất là nhân văn. Tôi thấy vậy. Giá cả thì phải chăng, hai người thì chừng 30.000 tiền nước, sau đó nằm nghỉ ngơi khoảng chừng một tiếng rưỡi, lấy sức, và chiều họ đã bắt đầu họ đi làm lại. Về cái dịch vụ này tôi đi nhiều nơi, 63 tỉnh thành thì thấy đặc biệt đồng bằng sông Cửu Long thì cái tỉnh nào, nhất là đi vô các cái xã, các cái ấp mà ngoài Bắc ta gọi là các cái thôn, các cái bản, thì ở đây các cái xã, các cái ấp vùng sâu vùng xa chúng ta đều thấy có cái hình thức cà phê võng này. Cái không khí là nó nóng hay là nó mát đó là tùy. Có nơi thì người ta lợp tôn, có nơi thì người ta lợp bằng lá dừa, có nơi thì người ta để cái giỏng vào dưới cái tán của những cái cây xanh. Đó là tùy mỗi nơi. Nhưng mà tôi thấy cái giá cả ở các nơi thì nó không có trên lạc lắm, giá cả nó cũng tương nhau. Cho nên không có chuyện mà vô chỗ này là 10.000, mà vô chỗ kia là 30.000, mà vô chỗ khác là 50.000. Trung bình đi các nơi thì nó toàn là dao động khoảng 10-15.000. Tôi thấy có người trẻ nè, có người trung niên nè, và cũng có những người lão niên, họ cũng đến nghỉ ngơi sau một cái buổi sáng làm việc rất là mệt mỏi, thì họ tới giống như là một cái nơi nghỉ ngơi, ngã lưng, có thể trao đổi, có thể đọc báo, có thể xem lướt web, có thể là xem trên mạng. Và nằm như vậy thì nó không có ảnh hưởng tới ai hết, và không có ồn ào nha. Vì điều đặc biệt ở đây là rất là yên tĩnh, mọi người lịch sự và không gây ồn ào, náo nhiệt để tránh ảnh hưởng tới người khác.
Ta thấy hầu như các cái quán cà phê giỏng thì nó nằm ven các cái đường ở trong xã, nằm ven ở cái đường ở trong huyện, nằm ven ở trong đường trong tỉnh, nhưng mà nó không có nằm sát mặt đường hết. Thông thường chúng ta thấy chúng ta phải quẹo vào khoảng chừng 10 đến 20 mét thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái không gian, một cái nơi để chúng ta thư giãn, để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta thưởng thức các cái loại nước trái cây, các loại nước mát có ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tôi giới thiệu này để các anh chị nào mà có cái dịp đi công tác đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta nên đến và thưởng thức Võng Hotel, rất là đặc thù và rất là đặc biệt, chỉ có ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cái vùng khác thì không cũng khó, nhưng mà không nhiều giống như cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Giá cả thì phải chăng. Cái người dân đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta biết rồi, người dân họ rất là chân thành, họ rất là thật thà, không bao giờ nói thách, bán bao nhiêu nói bao nhiêu. Dù chúng ta có thể là người ở vùng khác tới, ở thành phố xuống ở miền Trung tới, hoặc nghe giọng miền Bắc, họ cũng phải lấy giá như nhau. Đó chính là một cái đặc điểm của con người ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và ai có dịp đã đến nơi đây rồi, tôi tin chắc rằng tất cả anh chị đều nhớ cái đặc điểm văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long là đơn giản, tốt bụng, chân thành và rất là thật lòng, không có khua môi khua mép, và họ nghĩ sao họ nói vậy. Đấy chính là cái đặc điểm mà chúng ta thưởng thức khu vực văn hóa con người đồng bằng sông Cửu Long.